Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm beatbox tôi vừa sở hữu được. Và như các bạn thấy thì đây chính là mẫu sản phẩm BB04, tức là mẫu sản phẩm thứ tư của dòng. Wow, một trong những mẫu sản phẩm đầu tiên của 52 Toy. Và chúng ta thấy được năm sản xuất của nó là năm 2017, tức là 3 năm về trước. Mẫu sản phẩm này đương nhiên là BB04, như tôi đã nói, nó có tên gọi là MoMA. Không biết nó chơi chữ như thế nào nữa các bạn, nhưng đây chính là một con voi. Một con voi MoMA. Chúng ta có thể hiểu là mammoth chẳng hạn. Voi mammoth. Beatbox. Mẫu sản phẩm này niêm yết lúc đầu thì chắc là giá của nó cỡ khoảng 500 thôi, vì những mẫu sản phẩm đầu tiên của nó tầm khoảng 500 cho đến 550, 600 cỡ đó. Tuy nhiên thì mẫu sản phẩm này nó đã ra đời quá lâu rồi và nó đã bị hết hàng, cho nên chúng ta mua lại với một cái giá rất là cao. Tôi mua mẫu sản phẩm này là 1.1, 1.2 gì đó các bạn. Rất là chua luôn. Nhưng mà để cho đủ các mẫu sản phẩm thì buộc phải mua các bạn à. Và một phần là nó cũng đẹp. Rồi, thì ok. Bây giờ tôi sẽ khui ra để chúng ta xem bên trong có những gì các bạn nhé. Chúng ta vẫn có một cái cạp bằng giấy như thế này. In hình chú voi. Chú voi con ở bàn đôn chưa có ngà. À, đã có ngà rồi các bạn à. Và đây, thông số này nọ của nó. Rất là quen thuộc rồi, cho nên không cần phải giới thiệu thêm nhé. Cũng là một cái bì nhựa như thế này để chúng ta gấp lại xếp vào bỏ bên trong cái box của nó. Tiếp đến là hướng dẫn lắp ráp. Ở giai đoạn này thì tờ giấy hướng dẫn của nó là bằng giấy dạng như giấy nhám các bạn ha. Nhưng mà sau này thì giấy của nó là giấy bóng luôn, nhìn nó bắt mắt hơn, đẹp hơn. Và cũng như thế, hướng dẫn chuyển từ dạng box sang dạng bit 10 thao tác. Và từ dạng bit sang dạng box 14 thao tác đã hoàn thành. Và các bạn thấy nè, voi cũng là một mẫu thôi, cũng là một dạng đó thôi, nhưng mà nó spam ra dạng voi giống như là kiểu như voi mammoth của Ai Cập đó các bạn. Elephant nè, dạng như voi của Ai Cập nè. Rồi voi bản phổ thông của chúng ta nè. Còn đây là cái bản Neon, Neon Blue. Ba mẫu sản phẩm tất cả. Còn đây là tất cả những gì chúng ta có được. Một cái hộp kèm theo. Và cái hộp này nhựa nó là mờ luôn các bạn. Có lẽ là những mẫu sản phẩm đầu tiên thì cái box của nó là nhựa mờ, clear mờ, chứ nó không có trong như những mẫu sản phẩm sau này. Thôi thì chúng ta cho qua nhé, không có gì để nói cả. Và đây, chú voi của chúng ta khi ở dạng là dạng box. Gọn ha, chỉ là một hình vuông như thế này thôi mà nó có thể bung ra thành một con voi rất là thú vị. Và cảm giác tôi cầm trên tay đó các bạn, thì nó có một cái gì đó nó gọi là ọp ẹp. Nó không có được cứng cáp. Nè, giống như là khi mà nó xếp thành cái dạng khối hợp như thế này thì nó không có những cái chấu, những cái chốt để nó cố định lại những cái phần này các bạn. Cho nên nó có phần ọp ẹp. Hơi tiếc ha. Nếu như nó có những cái chốt nhỏ để mà nó cố định lại luôn thì mọi sản phẩm của chúng ta nó sẽ không có ọp ẹp khi ở dạng box như thế này. Nhưng mà thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nó chỉ tạo cho chúng ta một chút lấn cứng khi chúng ta cầm ở trên tay mà thôi các bạn. Về màu sắc thì phối rất là ok nhé. Màu xám nè, màu đỏ nè, trắng nè, vàng nè. Phối lại với nhau rất là hợp lý. Tuy là 1, 2, 3, 4, 4 màu. 4 màu nhưng mà chúng ta nhìn vào nó không có rối mắt các bạn. Đó là về màu sắc phối. Còn về cái màu nhựa thì chúng ta để thành cái dạng bit để chúng ta thấy rõ hơn các bạn nhé. Và ok thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển thể nó. Trước tiên hết là chúng ta sẽ kéo cái phần vòi voi của nó ra. Chỗ này nè các bạn. Chúng ta nắm và kéo ra như thế này. Đấy. Và tiếp đến chúng ta sẽ mở cái chi tiết này ra. Nè các bạn. Mở ra. Chúng ta sẽ xoay lên như thế này. Nó sẽ có một cái chốt đó các bạn. Cái chốt nó gài vào đây nè. Các bạn nhìn nè. Ta phải mở nó ra trước các bạn nhé. Và xoay lên. Và rồi thì chúng ta nắm cái phần này. Đây. Nắm và bẻ nó xuống như vậy. Các bạn nhìn nè. Ở đây nó sẽ có một cái chốt và ở đây nó sẽ có một cái lỗ tương ứng. Chúng ta sẽ bấm vào. Bên đây cũng như thế. Bấm vào. Và rồi chúng ta sẽ xoay nó ra. Cái phần này nè. Sẽ trở thành cái phần chân sau của con voi nhé. Xoay ra như vậy. Và cái phần này chúng ta sẽ xoay ra xong một phần chân. Tương tự bên đây cũng như thế. Xoay ra. Xoay ra. Tiếp tục chúng ta sẽ bẻ cái phần này xuống. Bẻ như vậy nè. Và các bạn thấy nó có một cái lỗ là đúng không?
Và bây giờ chúng ta sẽ xoay cái phần chân này ra nhé. Xoay phần chân này ra. Và ngay cái phần chi tiết này nè các bạn, nó sẽ có một cái chốt, và cái chốt này sẽ gài vào cái lỗ này. Nó sẽ tạo thành một cái hệ thống khép kín luôn, giống như là nó sẽ cố định lại, nó sẽ không cho những cái phần khác nó rụt rịch nữa. Thì tương tự bên đây cũng như thế các bạn nhé. Đây, mở ra và xếp vào. Như thế là chúng ta đã xong bốn cái phần chân của nó rồi, thấy không? Và cái phần đầu của nó chúng ta sẽ bẻ xuống như vậy. Phần ngà của nó nè, chúng ta hạ xuống. Và cái phần màu trắng này sẽ trở thành cái phần cái lỗ tai của con voi đó các bạn. Bẻ lên. Đấy. Tương tự bên đây cũng như thế nhé. Chúng ta sẽ bẻ xuống. Và cái phần này mở lên. Việc còn lại là chúng ta chỉ xoay hai cái ngà nó ra bên đây thôi. Và còn lại là cái phần đuôi của nó, ta sẽ mở ra như vậy. Như thế là chú voi của chúng ta đã chuyển thể xong rồi các bạn. Chúng ta chỉnh lại cho nó đúng cái vị trí của nó thôi nhé. Đây, chú voi của chúng ta. Từ một khối vuông mà chúng ta chuyển thành một con voi như thế này. Và cái form dáng của con voi cũng rất là đẹp các bạn. Không thể nào chê vào đâu được. Và các bạn thấy, về cái phần phối màu, rõ ràng, bốn tông màu. Nhưng mà nhìn nó rất là ok, nó không có bị rối màu phải không các bạn? Đó là về màu sắc phối. Theo như cảm nhận của tôi thì tôi nhìn thấy được rằng ở một vài nơi nó vẫn còn những cái vằn vện này nọ đó các bạn. Giống như là nhựa của nó xử lý không được kỹ cho lắm. Nhưng mà đó là về cái màu sắc của nhựa thôi. Còn về phối màu sắc này nọ là ok ha. Và về chất lượng của nhựa đó các bạn thì tôi thấy cũng rất là ổn áp. Nếu như với 500 hoặc là 600, 650 cho một mẫu sản phẩm beatbox như thế này, nó rất là phù hợp với túi tiền và phù hợp với những gì sản phẩm này đem lại, như là nhựa chất lượng nè, cái cách chơi thông minh nè, chuyển thể được dạng bot rồi từ dạng bot sang dạng bit này nọ, rất là nhỏ gọn tiện lợi và đẹp. Nhưng mà nếu như nó lên tới cái mức giá là 1.1, 1.2 cho một bộ sản phẩm như thế này thì quá cao rồi các bạn. Vì tôi là người sưu tập, tôi muốn có đủ những mẫu sản phẩm của dòng beatbox, cho nên tôi bấm bụng tôi mua thôi. Tôi không ngờ rằng nó lên cao như vậy. Chứ tôi biết nó lên cao như vậy thì tôi đã mua cái mẫu sản phẩm này trước khi nó khan hiếm rồi các bạn, thì nó sẽ rẻ hơn. Còn các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.